Xin chào các bạn. Cái clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn hàn cái giắc Canon. Bây giờ đó mình sẽ cắt dây và mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách thế cầm và mình phải hàn cái giắc như thế nào để cho thứ nhất đó là nhanh gọn. Rồi các bạn ha. Tuy nó đơn giản thôi nhưng mà nhiều khi mình có thế thì mình cũng sẽ làm việc nó tốt hơn các bạn. Trước mắt là mình cắt sợi dây ra ha. Mình sẽ tách. Bây giờ các bạn sẽ tách mấy cái dây dù. Chuyển 6 ly qua 3 ly. 6 ly không? Có anh. Anh chờ em chút. Rồi sau khi thì mình cắt cái vỏ ra đó thì mình phải chấm chì cho nó các bạn. Bước kế tiếp á, là các bạn muốn hàn cho nó dễ á, thì các bạn sẽ chấm chì lên trên những cái chân ở đây. Mình chấm chì lên nha. Muốn hàn cái gì phải chấm chì nó cho nó hết các bạn. Các bạn nếu mà cái quá trình mà chấm chì này mà không làm trước á, thì tí nữa các bạn để cái dây vô hàn nó rất là khó ăn. Rồi, đây là cái giắc Canon đực. Thì thông thường cái giắc Canon đực á, các bạn quay xuống dưới, các bạn quay cái chân thứ tư xuống dưới nè, thì cái Canon đực á, thì cái chân lửa là chân số 2 đó luôn luôn nằm bên dưới tay phải của mình đó đó. Còn nếu mà cái Canon cái á, Canon cái thì các bạn cũng quay xuống dưới cái chân này, quay xuống dưới thì cái nó sẽ nằm bên trái, chân lửa sẽ nằm bên trái, cái bên trái, đực bên phải. Rồi như vậy thì mình sẽ không bị lộn giữa chân lửa các bạn. Rồi chân số 1 sẽ nằm ở giữa. Rồi mình sẽ lấy chân lửa vô mình làm bên phải ha. Thì nó ngược với màn hình các bạn thì các bạn sẽ thấy nó bên trái. Thì muốn cầm hàng được cái giắc á thì là phải lấy hai cái tay, hai ngón này nè. Đó. Kẹp lại. Đó. Hai ngón còn lại, ba ngón còn lại thì mình sẽ giữ cái dây ở đây và chỉ việc đưa vô thôi. Rồi, mình sẽ lái làm sao đưa vô ha. Đưa vô thì khi mà nó đưa ăn vô vị trí của nó, mình chấm chì một cái là nó dính các bạn. Dính ngay tức khắc liền. Đó. Rồi, việc tiếp theo là bây giờ mình sẽ làm dây số 2, dây số 1. Thì sau khi nó đã dính vậy rồi, các bạn không cần lấy hai ngón tay kẹp vô nữa, thì các bạn lấy một ngón đây thôi. Ngón trên nè. Ngón trỏ của mình nè, giữ cái đầu giắc này cho nó đúng cái vị trí, lái cái cọng số 1 vô. Rồi, giờ nó dính ngay tới khắc các bạn, giờ là dính được hai cọng rồi. Nếu mình có cái thế cầm á, đó thì mình sẽ làm rất là nhanh. Mình sẽ tiếp tục với chân số 3 ha. Thì giờ cái chân số 3 ở đây thì mình sẽ lấy cái ngón cái mình đưa vô chân số 3. Hiện tại cái giắc của mình đã được giữ cứng bởi chân số 1 và chân số 2 rồi, thì mình chỉ việc lấy ngón cái thôi. Đây, ngón cái mình đưa vô. Rồi sau khi mình đưa vô như vậy á, là mình sẽ giữ rất là chặt cái chân mát vô cái giắc. Rồi chỉ việc chấm mỏ hàng thôi các bạn. Rồi như vậy là dính, như vậy đã xong ba chân rồi. Đây. Rồi, mình tiến hành đóng cái nắp đít lại ha.
chứ 36 là cái tấm là nói gì khủng mày, mày tính cái kỳ vậy? 25 chứ 36 là nhiêu? 1.61. À, 61 là nhiêu? Có 742, 4.2. À, 4.2 rồi, vậy là xong cái khách hàng của Jack Canon đó các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.